Bản chất thật của thân. Tất cả mọi người ai cũng mang thân này, và cho đó là thân mình. Chúng ta mang thân suốt cuộc đời và nhận nó là thân mình. Nhưng nếu xét kỹ thì chúng ta có thật nhận biết rõ về nó chưa? Cho nên cần phải nhìn thật kỹ về nó. Lâu nay chúng ta nhìn thế nào về thân này? Thân này gồm có đầu, tóc, mắt, tai, mũi, miệng, má, cằm, cổ, vai, ngực, bụng, tay, chân, eo, lưng, vân vân. Mình cho đó là thân phải không? Thường thì ai cũng đều thấy thân như thế. Nhưng bản chất của thân chẳng lẽ là vậy sao? Đó là chỗ chúng ta phải thấy cho thật kỹ, thật rõ. Nếu nhìn thấy thân như vậy, nhà Phật gọi là quá hồ đồ, hời hợt. Tức là chúng ta chưa thật biết gì về thân mình. Vậy thân là cái gì? Đó chỉ là tướng ngụy trang bên ngoài để che mắt thiên hạ, không cho người nhìn thấy cái bản chất thật bên trong của nó. Thân tướng ngụy trang bên ngoài chẳng thật, không phải chỉ bấy nhiêu đó, nhưng đa số con người chỉ thấy chừng ấy và cho đó là thân, vì đó là tướng dễ thấy. Tướng ngụy trang bên ngoài che mắt thiên hạ đúng là bấy nhiêu đó, nhưng cần phải thấy những cái bên trong thân này. Trong kinh Tứ Niệm Xứ, Phật dạy hàng đệ tử cần phải quán xét thân trong thân, tức là phải quán để thấy rõ cái thân bên trong thân thể, không phải chỉ cái tướng bên ngoài. Do vậy, với tinh thần của người học Phật, tu Phật thì phải thấy đúng lẽ thật của nó, chứ không phải chỉ nhìn hời hợt như vậy rồi chấp chặt vào. Đó là điều căn bản phải nhớ. Con người nhìn thấy đầu, mắt, mặt, mũi, cổ, ngực, tay, chân, vân vân thì chụp bắt lấy, rồi say đắm mê mệt, hoặc là chán ghét không muốn đến gần. Hai trường hợp đó đều là cái nhân để sanh phiền não. Phiền não từ chỗ đó mà sanh. Chúng ta học Phật là phải quan sát rõ ràng để thấy thấu đến cái thân thể bên trong thân thể này nữa. Không phải chỉ gương mặt này, mà bên trong nó còn có cái sọ dừa nữa. Nhưng thường thì đâu ai dám nhìn tới cái sọ dừa, mà nếu có thấy thì chắc bỏ chạy. Thí dụ như ban đêm đang đi, nhìn xa xa chợt thấy cái sọ dừa thì chắc chạy không kịp. Còn những thứ khác như tủy, não, gân, xương, tim, phổi, ruột, gan, phèo, vân vân, là cả một đống ruột gan lòng thòng trong đó, chứ đâu phải chỉ là một khối đặc cứng đâu. Nếu quý vị mở được con mắt thần thông hoặc con mắt như máy quang tuyến thì khi nhìn vào sẽ thấy rõ đó là có một đống ruột gan, một bộ xương làm cái cốt. Nếu không có bộ xương làm cái cốt thì chắc thân này không đi đâu được. Nhưng lâu nay có mấy ai thấy đến được như vậy, nên người ta sống và làm rất nhiều điều điên đảo. Nếu con người thật sự có chút trí tuệ thì chắc các vị bác sĩ tu mau ngộ đạo lắm, vì thường thấy rõ ràng bản chất của thân. Nhưng bác sĩ cũng bị nó gạt, cũng bị lầm như thường, cũng sống điên đảo. Đó là vì con người chỉ thấy cái dáng bên ngoài rồi nhận càn làm thân mình, chứ thật sự thì chúng ta chưa biết gì về thân thật, về bản chất của mình. Chính vì cái lầm, cái điên đảo đó mà sanh ra bao nhiêu thứ phiền não khổ đau. Ai nói động đến nó một chút là chịu không được. Nhưng nếu hiểu kỹ thì cho dù ai có nói động đến ta thì họ chỉ mới thấy cái dáng ngụy trang bên ngoài, chỉ nói động đến cái đầu, mắt, mặt, mũi, tai, vân vân, chứ chưa nói động đến ruột gan, phèo phổi, vân vân bên trong thân. Trong Nhập Bồ Tát Hành, Bồ Tát Tịch Thiên chỉ rõ bản chất thật của thân. Này tâm ý, lúc bầy chim kên kên háo đói tranh nhau gặm thi thể của ngươi, ngươi cũng bỏ qua. Vậy sao bây giờ ngươi lại để ý đến thân này? Sao còn ôm giữ cái thân, xem nó là tôi? Ngươi với nó khác nhau, nó có ích gì cho ngươi đâu? Này tâm ý ngu si kia, sao ngươi không giữ một cái thân như cây sạch sẽ, mà giữ chi cái khí cụ hư hoại ô uế này? Ngươi cần gì cái thân này
Khi ngươi không thể ăn dơ uế trong thân, uống máu trong thân, hút gan ruột trong thân. Lý do duy nhất để tham thân là nó làm thực phẩm cho trồn và kên kên. Vậy thân người chỉ đáng nên chịu sự sai khiến để làm việc thiện. Tức là lúc bầy chim kên kên háu đói tranh nhau gặm cái thây chết thì lúc đó người bỏ qua hết. Còn bây giờ thì tại sao ngươi lại để ý tới nó? Thế nên trước hãy dùng ý phân tách da ra khỏi thịt, rồi dùng trí tuệ sắc bén mà tách thịt ra khỏi bộ xương, lại chẻ xương ra mà quan sát sâu vào tủy để tự hỏi có cái gì sạch và đẹp không. Tìm cho kỹ thì cũng không thấy được cái sạch đẹp, thì sao ngươi còn tham luyến mến giữ cái thân này? Đây, ngài nói rõ ràng sự si mê khi tham đắm cái thân này, trong khi nó chỉ đáng dùng làm thực phẩm cho trồn và kên kên. Do vậy, mình chỉ nên khéo dùng nó để làm việc thiện, tạo công đức thì mới xứng đáng. Vì cuối cùng thì cũng phải đưa nó ra đồng, hoặc làm thức ăn cho trồn, cho kên kên, hoặc là cho mấy con giỏi. Phải quán ký, xét sâu để thấy rõ bản chất thật của thân như vậy, chứ đừng nhìn theo cái nhìn điên đảo bấy lâu nay. Thấy thấu như vậy, tức là trừ lầm chấp về thân và bớt chấp ngã. Mà bớt chấp ngã là bớt khổ. Với tinh thần của người học Phật, bản chất thân như thế nào thì chúng ta phải thấy đúng như thế. Đó mới là lẽ thật, chứ không thể thấy điên đảo như bấy lâu nay nữa. Chúng ta bị gạt quá nhiều, tự mình gạt chính mình. Thứ nhất, thân là vô thường. Vô thường tức là biến đổi không bền chắc, không tồn tại lâu dài. Nó biến đổi và rồi sẽ hư hoại. Thân này lúc nhỏ khác, khi lớn khác, lúc mới sinh ra được mấy ký, mà bây giờ thì mấy chục ký. Nếu giữa chừng gặp một cơn bệnh nặng thì sụt hết mấy cân. Như vậy, nó luôn luôn biến đổi chứ không phải dừng lặng hoài. Rồi trong mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây thì nó cũng luôn biến đổi chứ không phải đứng dừng một chỗ. Con người nhìn hời hợt nên chỉ thấy cái tướng của nó như vậy, là sẽ như vậy hoài. Còn chúng ta phải thấy sự thật về nó. Bản chất nó như vậy, dù cố giữ, cố chăm sóc cách mấy, hoặc tìm mọi cách quyến rũ nó ở lại, thì nó cũng bỏ chúng ta mà đi. Chắc chắn nó sẽ bỏ đi. Làm gì thì làm, quyến rũ cách mấy đi nữa thì nó cũng bỏ đi. Dù cho nó ăn ngon, trang điểm cho nó tốt thì nó cũng bỏ đi. Nó không có tình nghĩa gì hết. Ngay như thân 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của Phật, cuối cùng cũng đi theo chiều vô thường. Do vậy, khi Đức Phật sắp nhập Niết Bàn, các thầy tỳ kheo than thở và nói lên bài kệ: thân này như bèo bọt, mỏng manh có gì vui, Phật được thân kim cang còn bị vô thường phá. Thân kim cang chư Phật đều về với vô thường, tàn màu như tuyết non, uống những chúng sanh khác. Tức là thân Phật đẹp như vậy, nhưng theo chiều vô thường thì cũng phải bỏ lại, nên nói tàn màu như tuyết non. Thân Phật còn như vậy, uống là thân những chúng sanh khác. Đức Phật hiện ra đời bằng tấm thân mọi người, đó cũng là bài học giúp cho tất cả chúng sanh phải tỉnh ngộ. Thân Phật 32 tướng tốt, công đức như vậy mà còn phải hoài, còn thân mình thì có đáng gì? Quý vị kiểm lại xem thân mình có mấy tướng tốt. Do chúng sanh quá tham luyến thân mình nên Phật mới ra đời để cảnh tỉnh. Thân Phật tốt đẹp như vậy, suốt cuộc rồi cũng hư hoại, cũng phải bỏ lại, còn thân mình có đáng gì mà tham luyến? Sau này ở Việt Nam, trong bài nói rộng về sắc thân, vua Trần Thái Tông diễn tả: chẳng luận giàu nghèo, đồng vào cõi chết, hoặc để ở trong nhà, giỏi đục tựa sinh, hoặc ném ra đường thì quả ăn, chó xé. Người đời bịt mũi đi qua, còn hiếu lấy mềm quấn giấu, nhặt thu hài cốt chôn cất thịt xương, quan quách phó cho đám lửa ma chơi nơi hoang dã, mồ mả giao cho muôn dặm núi sông. Khi xưa tóc đen má ửng, ngày nay xương trắng trò đen. Tức là khi chết để trong nhà thì sinh ra giỏi đục,
còn nếu ném ra đường thì quả ăn chó xé. Bản chất của thân cuối cùng là đi đến chỗ đó. Đến lúc ấy người thân dù là thương mến cách mấy cũng lo tránh hoặc bịt mũi đi qua, còn có hiếu thì lấy chiếu mền cuốn lại mà giấu. Bản chất thân cuối cùng là như thế, nên một ông vua sống trong cảnh chung quanh mà cái gì cũng tô điểm, cũng trang sức thật đẹp, che hết những cái xấu, nhưng ông vẫn thấy đến chỗ đó. Thì qua đây là ông vua đặc biệt. Ông vua mà còn thấy được như vậy, còn chúng ta thì sao? Sống trong cảnh mà cái xấu xung quanh được che hết, nhưng ông còn thấy đến cái bản chất thật như thế. Còn chúng ta tại sao không thấy đến lẽ thật thân vô thường như vậy? Thiền sư Tông Mật, tức Ngài Long Nha, có lần thượng đường nói bài kệ cảnh tỉnh đại chúng: Hưu bà đình hoa loại thử thân, đình hoa lạc hậu cánh phùng xuân. Thử thân nhất vãng chi hà xứ, tam giới màng màng xấu xác nhân. Tạm dịch: Thôi sánh hoa sân với thân này, hoa đã rụng rồi xuân lại thay. Thân một phen đi đâu là chỗ, mịt mờ ba cõi sầu chết người. Ngài nhắc là chớ có đem cái hoa ở trước sân đó để so sánh với thân này. Bởi vì hoa ở sân tuy rụng rồi, nhưng khi gặp lại mùa xuân thì nó sẽ nở tiếp. Năm nay nó nở rồi rụng, nhưng đến mùa xuân năm sau thì nó lại nở hoa nữa. Còn thân này thì sao? Thân này một khi ra đi rồi thì không biết sẽ đi đâu, đâu là chỗ đi của nó trong ba cõi mịt mờ. Đó là lẽ thật của thân này. Bản chất vô thường là như vậy, nên thấy được lẽ vô thường thì bớt bám chấp vào nó. Thứ hai, thân là khổ. Vô thường tức là khổ, là không toại nguyện, không như ý. Bản chất của nó là luôn đem đến điều bất toại nguyện. Đang trẻ đẹp, muốn nó trẻ đẹp hoài cũng không được, bị một cơn bệnh là thân biến đổi rồi. Khi nó đang mạnh khỏe, muốn khỏe hoài nhưng cũng không được, nó cũng bệnh, không được như ý. Hoặc là có khi bị những cái vô thường, tai nạn chết chóc đến, không thể ngờ trước được cái gì hết. Còn trẻ mà tóc bạc sớm thì có vui không? Phải nhuộm tóc. Thân này không có như ý gì hết, bản chất nó là như vậy. Trong nhà thiền có câu chuyện gần Tết, có một bà nhà giàu đến nhờ ông thầy đổ viết cho câu liễn. Bà nói: Thầy giáng nghiệm viết cho câu thật hay, làm sao chúc phúc cho gia đình của tôi sẽ đến thưởng thầy nữa. Ông thầy này có học đạo, khi viết xong ông gói lại đàng hoàng và đưa cho bà mang về. Về đến nhà bà mở để treo thì bà thấy ông nội chết, cha chết, con chết, cháu chết. Nổi sân, bà liền đi nhanh đến ông thầy sừng sọ và nói: Tôi hết sức tin tưởng thầy, gần Tết đến xin thầy viết cho cầu liễn tốt lành, đem đến những điều an vui cho tôi. Mà sao thầy ghét, thầy hận tôi cái gì mà thầy nguyền rủa như vậy? Thầy đổ hỏi: Nguyền rủa làm sao? Bà liền đưa tấm liễn ra và nói: Thầy viết vậy coi có được không? Thầy đổ nói: Hãy từ từ đừng vội nóng, hãy nghe tôi giải thích. Bà muốn gia đình suôn sẻ vui vẻ hạnh phúc, nhưng nếu trong gia đình bà lỡ ông cha chết trước ông nội thì bà có thích không? Bà đáp lại: Đúng phép thì ông nội già phải chết trước, còn cha mà chết trước ông nội thì bất thường rồi. Thầy nói tiếp: Rồi trường hợp con hoặc cháu chết trước cha thì sao? Bà nói: Đó là sự bất hạnh. Thầy nói: Như vậy tôi đã chúc tốt cho bà rồi, không phải sao? Nghe nói như vậy, bà thấy có lý. Thầy đổ chúc ông nội chết rồi mới tới cha chết, cha chết rồi mới tới con chết, con chết rồi mới tới cháu chết. Trong gia đình mà được tuần tự theo nhau ra đi như vậy thì đó là quá hạnh phúc rồi còn gì nữa. Nếu trong gia đình lỡ con mà chết trước cha thì đúng là quá bất hạnh. Câu chuyện đó nói lên lẽ thật, cuộc đời này luôn luôn có những điều bất hạnh xảy ra. Ai cũng muốn nó đi theo chiều thuận, nhưng không hẳn vậy. Có những trường hợp con chết trước cha, có khi là cháu chết trước ông nữa. Nếu thế thì đúng là bất hạnh.
Cho nên ở đây ông thầy đồ viết như vậy là để chúc mừng. Mà hễ có chúc mừng, tức là biết nó luôn luôn có sự bất hạnh trong đó. Đó là lẽ khổ của thân này. Cuộc sống con người không có gì đảm bảo là chắc chắn an vui. Bởi vậy mới phải cầu nguyện. Luôn luôn có nỗi lo sợ là nó sẽ thay đổi bất thường. Mà có sự bất thường, tức là có bất hạnh. Vì thế khi gặp nhau, người ta thường chúc hạnh phúc, chúc an vui, chúc khỏe mạnh vân vân. Nếu đã thật sự hạnh phúc rồi thì cần chúc gì nữa? Hoặc là nó khỏe mạnh an vui rồi thì đâu cần phải chúc. Đó để thấy rằng bản chất của nó là luôn luôn có sự bất thường, không hẳn là an vui, là khỏe mạnh hoài. Như vậy, bản chất thực của thân là khổ, là bất toại nguyện. Đó là bản chất thật của thân. Nhưng người đời thì cứ nhắm mắt lờ qua, không dám nhìn đến sự thật của nó, không dám thấy rõ nên luôn gặp khổ. Vì con người không dám nhìn thẳng vào sự thật nên đến khi gặp thì bất ngờ. Còn nếu nhìn thẳng thấu rõ lẽ thật rồi thì khi nó xảy đến, biết rõ nó vốn là như vậy nên bớt khổ. Trong nhà thiền có câu chuyện thiền sư Thiên Đương Đạo Ngô thường ngày hay nói: sống vui, sống vui. Nhưng khi sắp tịch thì ngài kêu lên: khổ, khổ, Diêm Vương tới bắt ta. Viện chủ nghe vậy mới hỏi: đương thời hòa thượng bị tiết sử ném xuống sông mà thần xác chẳng động, còn hôm nay sao lại thế này? Tức là lúc đương thời có lần quan tiết sử đến hỏi chuyện, ngài đáp câu gì đó quan không vừa ý nên sai lính đem ngài quăng xuống sông. Lát sau thấy ngài ngồi xếp bằng trên nước tự nhiên. Thế như vậy, quan hối hận mới sai người vớt lên và sám hối với ngài. Do vậy viện chủ mới hỏi ngài câu này. Lúc đó ngài đưa chiếc gối lên và bảo: người nói đương thời là phải hay hôm nay là phải? Viện chủ không đáp được. Quý vị đáp được không? Đó là lời cảnh tỉnh mọi người phải thấy rõ bản chất thật của thân này. Cuối cùng phải đi đến chỗ này. Bình thường nói vui vẻ vậy, nhưng đến đây thì mới biết vui hay không vui. Ví dụ như bình thường chúng ta nói: tôi không sợ chết. Nhưng khi khám bệnh thì bác sĩ nói: anh bị bệnh ung thư, 2 tháng nữa chết. Thì mới biết sợ khi cái lẽ thật này bày ra. Cũng một câu chuyện trong nhà thiền. Có một bà lão lớn tuổi thường đi đến lễ Phật và cầu: Nam Mô A Di Đà Phật, cầu Phật mau rước con về cõi cực lạc. Con bây giờ già khổ nên ra đi cũng vừa, ở đây thêm là khổ thêm. Mong ngài rước con đi sớm, chừng nào thì đỡ chừng ấy. Có ông Sa Di nghe được nói thầm: để ta thử bà này một chuyến. Sau đó ông rình từ xa, vừa thấy bà cụ đi đến chùa thì ông núp sau lưng Phật, không cho bà cụ thấy. Đến khi lễ Phật, bà cầu nguyện như mọi ngày: Nam Mô A Di Đà Phật, cầu Phật mau rước con về cõi cực lạc. Con bây giờ già khổ nên ra đi cũng vừa, ở đây thêm là khổ thêm. Mong ngài rước con đi sớm, chừng nào thì đỡ chừng ấy. Khi đó trên tượng Phật phát ra tiếng: tốt lắm, bà có lòng thành, vậy thì hay lắm, hãy về chuẩn bị, chiều nay ta đến rước. Nghe vậy bà té xỉu. Đó để thấy chúng ta nói như vậy chứ không phải như vậy. Bình thường thì nói nghe hay vậy, nhưng gặp chuyện thì không được vậy. Đó là lẽ thật. Ở đây thiền sư Thiên Đương Đạo Ngô cảnh tỉnh cho mọi người nên bình thường nói sống vui, sống vui, nhưng đến lúc đó thì mới biết làm chủ được hay không. Bản chất khổ của thân này vốn là như vậy. Đối với việc này chúng ta phải có sự thực tu, thực chứng đàng hoàng, chứ không thể lý luận hay nói suông được. Nhà Phật thường nhắc nhở người học Phật là phải khéo tiêu hóa được những lời Phật dạy là như vậy. Khi nghe nói về vô thường thì quý vị hiểu rõ nhiều, nhưng gặp chuyện mới thấy nó thực vô thường hay không. Lẽ thật là như vậy. Thứ ba, nó là vô ngã. Bản chất của thân là vô thường, là khổ, là vô ngã, tức là không có tự tại, không được gì ở nó hết. Thân này không có chủ tể, không có tự tại.
Khi nó già, chúng ta bảo nó đừng già được không? Nếu nó thực có chủ tể, nó thuộc về mình, thì khi mình bảo tôi ra lệnh cho mày không được già, mà nó không già, thì đó mới thật là thuộc về mình. Còn đây bảo nó đừng già cũng không được, mà bảo nó đừng bệnh cũng không được, vân vân. Bảo nó, mày phải mạnh hoài, không được đau nghe không? Mà nó đâu có nghe lời. Trong thân này tóc mọc dài ra, móng tay dài ra, nhịp tim đập vân vân. Chúng ta nào có hay biết gì đâu. Nó làm gì làm, mình không hay biết gì hết. Nếu nó thực là mình, thì khi mình bảo, hãy dài từ từ, đừng có ra sớm, mất công cắt móng tay, thì nó phải nghe lời. Trái tim cũng vậy, nếu là của mình thì khi bảo nó, mày đập chậm chậm, đừng đập mau quá, thở không kịp, nó phải nghe lời chứ. Cho nên thân này đúng là không có ngã, không thuộc về ta, không có cái ta gì trong đó hết. Nó chỉ làm chuyện của nó, mình không thể xen vào được gì hết. Khi suy tìm, phân tích đến tột thân thể bên trong này, thì tìm mãi không ra cái ngã cái ta. Cái ngã cái ta mình đã chấp bấy lâu nay chỉ là tưởng tượng thôi. Trong tim, gan, phèo, phổi, tủy, não, máu, thịt, vân vân. Phân tích kỹ thì tìm đâu cứ ra cái ta trong đó. Mình nói, động đến ta rồi đó. Mà tìm đâu ra cái ta bị nói động đó. Cho đến cuối cùng, đem thiêu nó đi, những phần da thịt bị thiêu này, thì khi đó tìm cái ta ở chỗ nào? Cũng tìm không ra luôn. Như vậy, cái mà mỗi ngày chúng ta nghĩ là ta đó, thì thật sự ở đâu? Phải tìm cho ra nó, mà cuối cùng tìm không ra thì sao? Thì đó đều tự điên đảo vọng tưởng chấp mà thôi. Hiểu kỹ như vậy thì chúng ta mới nhẹ bớt tâm bám chấp vào nó. Có câu chuyện một bà già ở gần thiền viện của ngài Achancha đến xin ngài một bài pháp ngắn gọn để bà về thực hành, vì bà lớn tuổi học nhiều không nhớ. Thiền sư mới bảo, này bà cụ, bà hãy lắng nghe, ở đây không có ai hết, chỉ vậy thôi. Không có ai là chủ nhân, không có ai là già, không có ai là trẻ, không có ai tốt, không có ai xấu, không có ai mạnh, không có ai yếu, chỉ vậy thôi. Tất cả đều trông giống, chỉ là các yếu tố khác nhau của thiên nhiên tác dụng hỗ tương vậy thôi. Tức là thân này ở đây không có ai hết, không có ai già, không có ai trẻ, đều là vô ngã, không có ta gì trong đó hết. Đơn giản, ngắn gọn, bà về ngẫm kỹ điều đó, thì đó là chỗ tù ngắn gọn nhất. Hiểu được vậy rồi thì bà khỏi sợ chết. Một lần khác, ngài dạy trong chúng. Người ta không ai chịu nghiên cứu, học hỏi cái vượt ra ngoài tốt xấu, mà họ lại thường cứ nói rằng tôi sẽ như thế này, tôi sẽ như thế kia. Nhưng chẳng hề nghe ai nói tôi sẽ chẳng là cái gì cả. Thật sự là chẳng có tôi. Đó là điều mà họ cần phải học mà lại không chịu học. Quý vị thấy, ở đây ngài nói thẳng sự thật, không sợ mít lòng. Ngài nói cái đáng học hỏi vượt ra ngoài tốt xấu. Nhưng thường thì người ta luôn nói tôi sẽ như thế này, tôi sẽ như thế kia, luôn đưa cái tôi lên. Vì tôi sẽ như thế này, sẽ như thế kia, mà không phải như thế thì khổ. Ít nghe ai nói tôi chẳng là cái gì cả. Sự thật thì cái tôi không thật có. Nếu hiểu được như vậy thì cuộc đời chúng ta sẽ bớt phiền não khổ đau. Nghĩ tôi không là gì cả, nên khi có ai nói động đến thì khỏi động lòng. Nếu không vậy sẽ nghĩ tôi là bác sĩ mà nói như thế sao, thì có chuyện. Vì cho cái tôi là cái này cái kia thì chính những cái tôi đó đưa đến phiền não. Đây ngài nói sự thật, không có cái gì là tôi hết. Đó chính là điều mọi người cần phải học, nhưng lại ít ai chịu học. Học Phật là học lẽ thật, mà sao thấy ít ai học lẽ thật? Điều này không phải Phật bày ra cho chúng ta học, không phải như vậy. Phật chỉ cho chúng ta thấy đúng như vậy thôi, chứ không phải Phật đặt ra để bắt mình học. Do vậy nếu hiểu rõ quán kỹ lẽ thật trong thân đây, không có gì thật là tôi hết, thì sẽ nhẹ nhàng, bớt khổ nhiều. Ngoài thế gian,
Người ta hay tự ái khổ nhiều là vậy. Nói đồng một chút là tự ái, mà tự ái là đồng tới tôi chứ gì nữa. Còn ở đây không có gì là tôi hết, thì ai tự ái? Nhờ vậy thì ngày đó là bớt khổ. Cho nên phần dạy các đệ tử của mình phải khéo đặt gánh nặng khổ đau này xuống thì nó sẽ nhẹ bớt. Mà tại sao chúng ta cứ gánh lên hoài rồi cầu Phật cứu khổ? Chúng ta phải chịu đặt nó xuống. Gánh hoài làm gì? Gánh nặng này ai bảo chúng ta gánh đây? Không ai bảo gánh hết. Phật còn bảo chúng ta buông bỏ xuống nữa, mà chúng ta lại không chịu đặt xuống, rồi cứ than khổ hoài. Vậy là chính mình làm khổ mình hoài không hay. Chỉ cần chịu khó đặt nó xuống thì nhẹ nhàng. Học Phật là học để đặt gánh nặng xuống, quán rõ bản chất thật của thân là như vậy. Thấy đúng như vậy thì rất nhẹ nhàng, là bớt khổ liền. Thứ tư là xả vọng chấp. Khi chúng ta thấy rõ bản chất của thân thì phải bớt vọng chấp vào nó. Nhờ vậy mà bớt khổ, cởi mở được phiền não. Có ai trong đó để chấp, để phiền não? Giả như thần có ai trong đó cho mình chấp thì cũng tạm được đi. Còn đây tìm không ra cái ai đó thì chấp là chấp cái gì? Mà mình thì lại chấp, nên việc không đáng khổ mà phải khổ. Tất cả mọi thứ buồn, vui, giận, ghét, hơn, thua, vân vân ở thế gian này đều được xây dựng trên nền tảng của cái ta, chứ không có hết. Nếu cái ta, nền tảng đó bị sụp đổ thì mọi thứ kia bám vào đâu? Quý vị nghe hiểu điều đó rõ chưa? Tuy nghe rồi có nhận hiểu điều này thì cũng có thể được đó, nhưng ý nghĩa thật này thì không nằm trên ngôn từ lời lẽ. Vậy nó ở đâu? Nó nằm ở trong tâm mỗi người. Đó là lẽ thật, nghĩa là vô thường, khổ, vô ngã. Ở trong đây khác với nghĩa vô thường, khổ, vô ngã mà chúng ta diễn đạt nãy giờ. Đây mới là diễn tả trên ngôn từ thôi. Còn những bậc thấy đạo thì thấy trực tiếp, nên sự cảm nhận sẽ khác hơn những lời này, không thể diễn tả trên ngôn từ. Quý vị phải nhớ kỹ điều này. Nghĩa là cái vô ngã được trình bày với cái vô ngã ở nơi tâm của mỗi người mà mình cảm được thì sẽ thấy qua khác, không phải như lời lẽ diễn tả. Nói như vậy thì muốn nhắn nhủ tất cả, mỗi người phải có thực hành, phải có đặt chân đi thật sự, để khi cảm nhận được lẽ thật thì chúng ta sẽ thấy rằng Phật Pháp hiện hữu ngay trong cuộc sống hàng ngày, ở tất cả mọi nơi, chứ không phải chỉ ở trong bộ kinh này, bộ kinh kia. Chúng ta học Phật Pháp là học kinh này, kinh kia, nhưng Phật Pháp thực sự thì hiện hữu khắp mọi nơi trong cuộc sống hàng ngày của mọi người. Thí dụ quý vị đi đường, lỡ đạp phải cây gai, thì Phật Pháp là ngay chỗ đó, là hiện chỗ đó, không cần phải giải thích dài dòng. Là vì sao? Đang đi đường mà đạp trúng cây gai là thấy khổ rồi. Vô thường khổ ngay đó thôi. Phật Pháp là ngay chỗ đó chứ đâu phải ở trong sách vở này. Đang mạnh khỏe nay trùm mền nằm, cảm rồi. Ngay đó vô ngã lộ ra liền. Thấy được như vậy thì mới thấy được lẽ thật. Nên chúng ta học đây là học để đi vào thực tế, chứ không phải học trên chữ nghĩa. Học được như vậy thì chúng ta sẽ thấy cuộc đời bớt dần những vướng mắc, những khổ đau. Đó là thực tế, là lẽ thực chứ không phải chỉ là lý luận suông. Có một câu chuyện, một người đàn bà có chồng vừa mới chết nên liền đến một vị lạt ma để cầu mong sự an ủi. Gặp lúc vị này đi vắng, bà mẹ của vị ấy đang ở nhà thấy vậy thì kêu lại an ủi. Con nghe đây, chuyện đó là chuyện vô thường, là chuyện phải đến thôi. Con có khổ, nhưng mà con phải biết dừng lại bớt. Bây giờ có thể là con khóc, rồi con bứt tóc bứt tai, nhưng con cũng phải biết nghĩ lại và bớt buồn. Con đừng quên rằng, ngay cái tâm trạng buồn khổ của con đây cũng vô thường, không có thực thể gì. Nó cũng như cơn gió, như mây vậy thôi. Rồi nó sẽ tan, sẽ vơi đi như mọi thứ ở trên đời. Cũng như ta đây là một bà già, và ta cũng đã từng buồn, từng khổ, từng thấy nhiều người thân đến rồi ra đi. Nên lời khuyên của ta cho con
là đừng có mang vào lòng bất cứ thứ gì hết. Đó là lời khuyên thiết thực, bởi vì tất cả đều là vô thường biến đổi, không có gì là thực hết, nên đừng mang vào lòng cái gì thì sẽ bớt khổ. Người mang càng nhiều thì càng nặng, mà càng nặng thì càng khổ vậy, nên đừng có mang gì hết thì bớt khổ. Khi trở về, nghe được lời khuyên ấy, Vị Lạt Ma bèn giảng nghĩa với nhóm học trò. Đối với tôi thì chẳng có giáo pháp nào cao hơn lời nói của bà mẹ, là phải tự nhận ra tính vô thường của sự vật, thấy chúng không có tự ngã, và đừng mang bất cứ cái gì vào lòng cả. Tức là thấy đúng lẽ thật về tính vô thường của sự vật, tất cả đều không có tự ngã, nên không mang cái gì vào trong lòng thì sẽ bớt khổ đau. Đó là lời dạy tóm tắt về giáo pháp của Đức Phật. Quý vị chịu khó ứng dụng để sống thì bớt khổ đau liền. Như có ai đó nói nặng một câu mà mình nghĩ cái đó cũng vô thường, thì tiếng nặng đó cũng không có gì chắc chắn hết. Thí dụ như họ nói anh như trâu, nói xong thì tiếng đó tan vào trong hư không rồi còn đâu. Nhưng trong đầu chúng ta thì cứ ghi nhớ cái tiếng đó hoài. Nó tan mất rồi, nhưng trong này cứ nhớ, cứ lảng vảng hoài anh như trâu, anh như trâu, anh như trâu. Khổ là ở cái chỗ đó, cứ y như vậy mà mang nó, nhầm tới nhầm lui, giống như người viết chữ nữa, đổ tới đổ lui càng đậm thêm nữa. Đến tối lên giường ngủ lại đổ thêm thì ngủ không yên, trằn trọc suốt đêm, thành tự làm khổ chính mình, trong khi câu đó thì tan mất tiêu từ lâu rồi. Do vậy khi hiểu lẽ thật thì phải buông bớt bám chấp ở đó, thì sẽ bớt phiền não, bớt khổ đau. Lẽ thật là như vậy. Tóm kết lại, lâu nay chúng ta đã quen nhìn theo thói quen hồ đồ, nên chưa gì thì chụp bát liền mà không cần biết thực hư gì hết. Cứ thấy là bát nên khổ là ở chỗ đó. Bây giờ học Phật rồi thì phải tập nhìn chín chắn trở lại, thấy cho đúng bản chất thật của thân này, nó như thế nào thì phải thấy đúng như vậy. Phật không bắt buộc chúng ta khi nghe nói là tin ngay, mà cần phải quan sát kỹ. Không phải chỉ thấy cái tướng ngụy trang bên ngoài này, mà cần phải thấy thấu đến cái thân bên trong nó. Lẽ thật này luôn luôn sáng ngời, không có gì phải che giấu hết. Việc này chúng ta có thể quan sát thấy rõ, không phải khó khăn tìm kiếm đâu xa trên núi, trên non, hoặc học pháp xuất hồn lên cõi trời để thấy nó. Mà lẽ thật này ở ngay nơi mình, trong thân mình. Người ta thích những cái lạ, còn cái thực ngay nơi mình đây thì không chịu làm, nên chúng ta phải tập, phải nhìn cho rõ để thấy đúng lẽ thật. Có thấy đúng mới có nhìn đúng, mới có suy nghĩ đúng, thì mới có nói đúng, sống đúng, làm đúng. Thì đó mới là con đường chân chánh đưa đến giải thoát khỏi khổ đau. Phải nhớ, người học Phật là học sự chân thật, học lẽ thật để thấy đúng như thật về các pháp. Nó như thế nào thì phải thấy đúng như thế, không thể phủ lớp được. Đó chính là con đường trí tuệ, lối đi giác ngộ mà chính Đức Phật đã ra đời để khai sáng cho chúng sanh đi theo. Bây giờ chúng ta tu khỏe quá, Đức Phật đã vạch sẵn đường đi sẵn cho rồi. Chính Đức Phật mới phải khó khăn, vì Ngài tự đi tìm lối đi, rất là khổ sở. Bây giờ chúng ta có lối đi thôi mà còn không chịu đi nữa thì lỗi tại mình rồi. Điểm căn bản là ngay nơi cái tà này thôi, chứ không đâu khác. Đây là then chốt của mê và giác, của phiền não và giải thoát. Chúng ta cột trói ngay chỗ đó, khéo mở cũng là ngay chỗ đó. Do vậy mình phải ngay đây mà lên đường, chứ không phải tìm đâu khác. Phải khéo nhớ kỹ quán sâu chỗ này, luôn luôn nhớ kỹ lẽ thật này. Cái tà này quyết chắc chắn không phải là ta, dù nó có là cái gì đi nữa. Ta là thân này, ta là đẹp, ta là xấu, hoặc ta là sư cô, ta là sư trưởng, hoặc ta là bác sĩ, ta là kỹ sư, gì gì đó, vân vân. Phải hiểu kỹ, nó không phải là ta. Nhớ kỹ vậy, luôn luôn không lầm, chứ đừng nghĩ rằng ta là nó, cái đó là nguy. Cái ta này quyết chắc chắn không phải là ta. Đây là chân lý muôn đời không đổi thay. Chúng ta không thể chết chìm trong đó mà chịu khổ lâu dài. Không phải là khổ một ngày, hai ngày,
mà là khổ từ kiếp này sang kiếp khác, luân hồi trong sinh tử vì mê lầm theo nó. Cái này Phật gọi là sống trong điên đảo, không phải thực mà chấp là thực. Mình chấp nó là thân ta, nhưng sự thật thì mình không biết rõ về nó. Thiền sư A Chăn Cha nói, nếu cơ thể này biết nói thì suốt ngày nó sẽ nói với chúng ta như thế này: bạn không phải là chủ của tôi đâu, bạn có biết không? Tức là thân mình nếu biết nói, nó sẽ nói như vậy. Mình cứ nói tôi là chủ của nó. Ừ, nhưng nếu biết nói thì nó sẽ nói ngược lại: thật ra nó đang nói với chúng ta đấy, nhưng nó dùng ngôn ngữ giáo pháp để nói nên chúng ta không hiểu được. Tức là hằng ngày nó vẫn đang nói với chúng ta, nhưng nó không nói bằng ngôn ngữ thế gian này, mà nó đang nói bằng ngôn ngữ giáo pháp. Là mình thì không nghe, không chịu nghe. Ở đây quý vị có ai nghe tiếng nói của nó chưa? Nghe tiếng nói này thì ghi nhận để sống, để tu thì không phải nhọc nhằn mỗi tháng đến nghe pháp nữa. Nó nói với mình hàng ngày rồi. Vì không chịu nghe nó nên cứ phải đi nghe pháp hoài. Đây quả đúng là lời nói của bậc đã hiểu rõ. Sống thực thì nói thực, chỉ ra lẽ thực. Ngoài đời người ta không dám nói thực như vậy, nhưng trong đạo thì phải nói thực. Nói như vậy thì phải nói như vậy, không che lấp gì hết, vì đó là lẽ thực. Mong rằng tất cả đều học, đều sáng tỏ được lẽ thật này, bước đi vững trên con đường giải thoát thì Phật pháp vẫn luôn hiện hữu ở trong đây, chứ không đâu xa xôi hết.